Sau mấy ngày đi quân sự trở về thì hôm nay mình có hẹn bạn qua để mình nấu ăn cho nó. Thèm mấy món ăn ở ngoài quá nên hôm nay mình sẽ tự tay nấu. Làm đi! Mình không cho bạn đụng bất cứ thứ gì cả, mình sẽ làm hết. Rửa rau coi! Nhà có cái gì mát mát ăn không? Nhà của bà luôn á! Mình quý mến bạn nên mới coi nhà của mình như nhà của bạn, rồi bạn lớn tiếng với mình. Trời đã nắng rồi mà bạn ấy còn khiến mình nóng giận nữa. Cũng may là trong tủ còn mấy cây kem ai vị đậu xanh để ăn giải nhiệt coi. Kem này giá 8k thôi, rẻ mà chất lượng cao nên tặng cho một cây ăn đó. Đang quạo quọ nóng trong người, ăn vô cái là giải nhiệt liền. Kem gì ngon quá vậy? Kem ai thương hiệu Singapore đó, sao không ngon cho được? Đậu xanh kết hợp với sữa dừa thơm phức nhưng mà lại không quá ngọt. Thơm ngon mềm mịn như tan ngay khi vừa bỏ vào miệng. Ăn kem xong rồi thì đi chiên tàu hũ để bữa nay làm món bún tàu hũ chan nước tương. Đây là của mày nè. Ủa? Sau khi bạn ấy giúp mình rửa hết đống chén dĩa, mình đã cho thêm một cây kem nữa. Mọi người mua ăn thử đi sẽ bị ghiền giống bạn ấy đó. Nên mình liền đuổi bạn ấy ra khỏi nhà. Mắc công bạn ấy xin thêm mấy cây nữa thì mình đâu còn gì để ăn.